Vô minh pháp hành. Với pháp hành của chúng ta cũng vậy, thế gian pháp đã tồn tại, nằm sẵn trong tâm chúng sanh. Khi các chúng sanh ý muốn tìm an lạc, thế gian liền phát sanh ngay tại đó. Tâm còn vô minh thì chỉ có đêm tối. Khi tuệ giác phát sanh, tâm trở nên sáng tỏ, bởi vì vô minh và tuệ giác đều sanh ra cùng trong một chỗ. Khi vô minh phát sanh, tuệ giác không thể vào, bởi vì tâm đã chấp nhận vô minh. Khi tuệ giác phát sanh, vô minh không thể hiện hữu tại đó. Vì lẽ ấy, Đức Phật kêu gọi các đệ tử nên thực hành giới tâm, tức hành thiền, bởi vì thế gian được sanh ra từ trong tâm. Tám thế gian pháp nằm ngay tại đó. Bát chánh đạo tức sự quán chiếu bằng thiền vắng lặng và thiền minh sát, đức hạnh tinh tấn chuyên cần của chúng ta và trí tuệ mà chúng ta khai triển. Tất cả những công trình ấy tháo gỡ năng vú của thế gian. Tham ái, bám níu, sân hận và si mê dần dần suy giảm và chúng sanh nhẹ nhàng hơn, chúng ta hiểu biết đúng như vậy. Nếu có danh vọng lợi lộc hoặc có lời tán dương, có hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta hay biết điều ấy. Chúng ta cần phải hiểu biết những điều ấy trước khi có thể vượt lên, thoát ra khỏi thế gian. Bởi vì thế gian ở bên trong chúng ta. Ta thoát ra khỏi các thế gian pháp cũng giống như khi ta rời khỏi một ngôi nhà. Khi vào nhà ta có cảm giác như thế nào? Chúng ta cảm giác là mình đi ngang qua cửa và bước vào nhà. Khi lìa nhà, ta cảm giác là đã lìa khỏi ngôi nhà và bước vào ánh sáng mặt trời, không còn tối tăm như lúc còn ở bên trong. Khi tâm vào thế gian pháp cũng giống như ta vào nhà. Khi tâm đã diệt trừ các thế gian pháp cũng giống như ta rời khỏi nhà. Như vậy, hành giả phải tự mình chứng nghiệm giáo pháp, tự mình hành giả phải hiểu biết đã tách rời ra khỏi thế gian pháp hay chưa, con đường đã được phát triển hay chưa. Khi con đường đã phát triển tốt đẹp thì nó đánh đuổi thế gian pháp, trở thành ngày càng vững chắc, ngày càng lớn mạnh. Chánh kiến tăng trưởng, tà kiến giảm suy, cho đến sau cùng con đường tiêu diệt ô nhiễm. Nếu không vậy thì ô nhiễm sẽ tiêu diệt con đường. Chánh kiến và tà kiến chỉ có hai con đường ấy. Tà kiến cũng có mánh khóe của nó. Quý vị biết không, nó có trí tuệ, nhưng đó là trí tuệ được trá hình. Vị hành giả bắt đầu phát triển con đường, ắt có chứng nghiệm một sự phân chia. Giống như là có hai người, một trong thế gian và một trên con đường. Nó phân chia tách rời ra, bất luận lúc nào hành giả quán chiếu, ắt cảm giác sự phân chia ấy, và nó tiếp tục diễn tiến như vậy cho đến khi tâm thành đạt tuệ minh sát. Hoặc nữa, có thể đó là Vipassanu, đang cố gắng tạo những thành quả trong sạch trong pháp hành. Khi nhìn thấy nó, chúng ta liền chụp lấy, bám chặt vào nó. Loại bám víu này phát sanh từ lòng ham muốn thành đạt một cái gì trong pháp hành, đó là Vipassanu. Trí tuệ của ô nhiễm hay tùy phiền não. Vài người phát triển trạng thái tốt đẹp rồi bám vào đó, họ phát triển trạng thái trong sạch và bám vào đó, hoặc họ phát triển tuệ giác và bám vào đó. Hành động bám víu vào trạng thái tốt đẹp hay tuệ giác là Vipassanu. Nó len lỏi, xâm nhập vào pháp hành của chúng ta. Như vậy, khi quý vị phát triển tuệ minh sát, hãy thận trọng coi chừng. Hãy cẩn thận nhìn xem có phải là Vipassanu không, bởi vì hai hiện tượng ấy rất giống nhau. Đến độ đôi khi ta không thể phân biệt. Tuy nhiên với chánh kiến, chúng ta có thể nhận thức rõ ràng cả hai. Nếu là Vipassanu, ắt có đau khổ phát sanh. Nếu thật sự là Vipassana, tuệ minh sát, thì không có đau khổ. Có an lạc, còn hạnh phúc,
và đau khổ, cả hai đều vắng bóng, im lìm. Vài người khi đến đây hành thiền không muốn có gì bận rộn, họ không muốn bị dao động, nhưng họ cũng dao động như trước kia. Chúng ta phải tìm cách chấm dứt dao động trong chính trạng thái dao động ấy. Như vậy, nếu có dao động trong khi quý vị thực hành, đó là đúng. Nếu không có dao động là không đúng, quý vị chỉ ăn và ngủ nhiều chừng nào cũng được. Khi muốn đi đâu hay nói gì, quý vị chỉ làm theo ý muốn. Như vậy lời dạy của Đức Phật nghe không xuôi tai. Siêu thế quả thật trái ngược với tài thế. Chánh kiến đối nghịch với tà kiến, trong sạch đối nghịch với ô trược. Giáo huấn của Đức Phật gia chạm tham vọng của chúng ta. Trong kinh điển có một câu chuyện về Đức Phật trước khi Ngài thành đạo. Lần nọ, khi có người dân cúng một bình bát, Ngài lấy cái bình bát thả nổi trên dòng suối và chú nguyện trong lòng: nếu ta sẽ thành Phật, xin cái bình bát này trôi ngược dòng trở lên. Cái bát trôi trở lên ngược dòng, cái bát ý là chánh kiến của Đức Phật hay Phật tánh mà Ngài sẽ thức tỉnh. Nó không theo một chiều với lòng tham của hạng chúng sanh thường, nó trôi ngược dòng, trôi chảy của tâm chúng sanh, đối nghịch trên mọi phương diện. Ngày nay cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật đối nghịch với tâm chúng ta, nó chỉ tiêu diệt. Có người muốn buông lung lăn trôi theo tham ái và sân hận, nhưng Đức Phật không chịu vậy. Họ muốn chìm đắm trong ảo kiến mê hoặc, nhưng Đức Phật tiêu trừ si mê. Như vậy tâm Phật đối nghịch với tâm chúng sanh. Người thế gian cho rằng thân này đẹp đẽ, Ngài nói nó không đẹp. Họ nói thân này là của họ, Ngài nói không phải vậy. Họ nói thân này có thực chất, Ngài nói không có. Chánh kiến vượt lên trên thế gian. Chúng sanh trong thế gian thì buông trôi theo dòng. Tiếp theo câu chuyện, khi Đức Phật rời khỏi nơi ấy, có một vị Bà La Môn dâng đến Ngài 8 bó cỏ. Ý nghĩa thật sự của 8 bó cỏ ấy là 8 pháp thế gian: lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ. Nhận xong 8 bó cỏ, Đức Phật quyết định ngồi trên đó và nhập định. Chính hành động ngồi trên cỏ tự nó là nhập định, tức là tâm Ngài đã vượt lên trên 8 pháp thế gian, khắc phục thế gian cho đến khi chứng ngộ siêu thế pháp. Thế gian pháp trở thành không còn ý nghĩa đối với Ngài. Ngài ngồi trên cỏ, nhưng cỏ không gây trở ngại cho tâm Ngài, bất luận bằng cách nào. Những đạo binh của Ma Dương cố gắng cám dỗ Ngài, nhưng Ngài chỉ ngồi đó, trong trạng thái nhập định, chế ngự thế gian cho đến khi cuối cùng chứng ngộ giáo pháp và hoàn toàn chiến thắng Ma Dương. Đó là Ngài chiến thắng thế gian. Như vậy, chính pháp hành nhằm phát triển con đường đã tiêu diệt ô nhiễm. Con người ngày nay không có nhiều đức tin. Khi đã thực hành trong 1 hay 2 năm, họ muốn đến nơi ngay và họ muốn đi nhanh. Họ không nghĩ rằng Đức Phật, vị thầy tổ của chúng ta, xưa kia phải mất 6 năm trường sau khi rời nhà, trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Cũng vì lý do ấy mà chúng ta có truyền thống tự do ra khỏi lệ thuộc. Theo truyền thống này, một vị mới xuất gia tùy khưu phải sống tùy thuộc nơi vị thầy tế độ mình trong thời gian 5 năm đầu tiên. Có nghĩa là người mới thọ cụ túc giới phải sống với thầy tế độ mình ít nhất là 5 năm, rồi sau đó mới được tự do sống xa thầy. Đúng theo kinh điển, một vị tỳ khưu mới xuất gia phải có tối thiểu 5 hạ mới được xem là có thể sống riêng rẽ một mình. Trong khoảng thời gian 5 năm ấy, vị tỳ khưu đã học hỏi và thực hành đầy đủ, có đủ kiến thức thích nghi, đủ đức tin và đủ phong độ tốt đẹp của một tỳ khưu. Người nào đã thực hành nghiêm chỉnh tròn đủ 5 năm bên cạnh thầy, sư cho rằng người ấy đã thuần thục. Tuy nhiên, người ấy phải thật sự thực hành, chứ không phải chỉ sống cho qua ngày tháng với bộ y trong 5 năm.
vì ấy phải thận trọng theo dõi pháp hành, phải thực sự hành. Cho đến khi trải qua đủ năm hạ, quý vị có thể ngạc nhiên, cái mà Đức Phật gọi là tự do lệ thuộc là gì? Quý vị phải thực sự cố gắng tròn đủ 5 năm, rồi sẽ tự mình hiểu biết những đức tánh mà Đức Phật đề cập đến. Sau thời gian ý, ắt quý vị sẽ thuần thuộc, tâm trí thuần thuộc và vững chắc không thối chuyển. Tối thiểu, sau 5 hạ, ta phải đạt đến tầng giác ngộ đầu tiên. Đây không phải chỉ là 5 hạ tu cho thân, mà cũng là 5 hạ tu cho tâm. Vị sư ý không để bị khiển trách, có tánh hổ thẹn tội lỗi và luôn luôn khiêm tốn, vị ấy không dám hành động sai quấy, dầu trước mặt hay sau lưng mọi người, dầu thanh thiên bạch nhật hay trong đêm tối. Tại sao không dám? Bởi vì vị ấy đã tiến đạt đến Đức Phật, người hiểu biết. Vị ấy đã nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Muốn thật sự tùy thuộc nơi Phật, Pháp, Tăng, chúng ta phải thấy Đức Phật. Không biết Đức Phật mà nương tựa nơi Ngài thì lợi ích gì? Nếu ta chưa hiểu biết Phật, Pháp, Tăng, thì quy y Tam Bảo chỉ là việc làm của thân và khẩu, còn tâm thì chưa đạt đến Tam Bảo. Một khi tâm đã đạt đến, ta sẽ biết Phật là như thế này, Pháp là như thế này và Tăng là như thế này. Chừng đó, ta có thể thật sự nương tựa nơi Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo đã ở trong tâm ta, bất luận đi nơi nào, ta sẽ luôn luôn có Phật, Pháp, Tăng cùng ở với ta. Một người như thế ấy không dám có hành động tội lỗi. Vì lẽ ấy, ta nói rằng, người đã đạt đến tầng giác ngộ đầu tiên sẽ không còn sanh vào khổ cảnh. Tâm của vị ấy đã vững chắc, Ngài đã bước vào dòng suối, tức nhập lưu, không còn hoài nghi nữa. Nếu không tiến đạt đến toàn giác trong ngày hôm nay, vị ấy chắc chắn sẽ đến nơi đến chốn trong một ngày vị lai. Vị ấy có thể hành động lầm lạc, nhưng không lầm lạc quan trọng đến nỗi phải vào khổ cảnh, có nghĩa là vị này không thể thoái bộ đến độ có thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện, không thể được. Do đó, chúng ta nói rằng vị ấy đã bước vào hàng thánh, không thể thối chuyển. Đây là điều mà quý vị phải tự mình thấy và hiểu biết trong chính kiếp sống này. Ngày nay, những ai trong chúng ta còn hoài nghi về pháp hành, khi nghe vậy sẽ nói, ồ, làm thế nào tôi có thể được vậy? Đôi khi, chúng ta cảm nghe hạnh phúc, lắm lúc bị dao động, bằng lòng hay bực bội, vì lẽ gì? Bởi vì chúng ta không thông hiểu giáo pháp. Giáo pháp nào? Chỉ là cái giáo pháp của thiên nhiên, cái thực tại bao quanh chúng ta, thân và tâm. Đức Phật dạy, không nên bám víu vào ngũ uẩn, hãy buông bỏ, để cho nó đi. Tại sao chúng ta không thể để cho nó đi? Chính vì ta không thấy hoặc không hiểu biết nó đầy đủ. Chúng ta thấy nó là chúng ta, tự thấy chúng ta là ngũ uẩn. Hạnh phúc và đau khổ, chúng ta thấy là chính ta. Ta thấy chúng ta trong hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta không thể tự tách rời ra khỏi hạnh phúc và đau khổ, không thể tách rời ra khỏi nó, có nghĩa là chúng ta không thể thấy giáo pháp, chúng ta không thể nhìn thấy thiên nhiên. Hạnh phúc, đau khổ, vui và buồn, không có cái nào là mình, nhưng chúng ta lại ngỡ là vậy. Những cảm xúc ấy đến giao tiếp với chúng ta, và chúng ta thấy một khối atta hay tự ngã. Nơi nào mà có tự ngã, quý vị sẽ tìm thấy hạnh phúc, đau khổ và tất cả mọi cái khác. Do đó, Đức Phật dạy hãy tiêu diệt khối tự ngã, tức là tiêu diệt thân kiến, Sakkaya Ditthi. Khi tự ngã, atta, đã bị tiêu diệt, ác vô ngã, anatta, tự nhiên phát sanh. Chúng ta chấp thiên nhiên là ta, và chúng ta là thiên nhiên, và như vậy không thực sự hiểu biết thiên nhiên đúng theo chân lý. Nếu nó tốt đẹp, ta vui cười với nó, nếu nó xấu, ta khóc vì nó. Nhưng thiên nhiên chỉ giản dị là pháp hữu vi, và như ta đọc tụng câu kinh Tisam Dipa Samo Sukho,
dứt được các pháp hữu vi là hạnh phúc thực sự. Làm thế nào dứt được các pháp hữu vi? Chúng ta chỉ loại trừ lòng luyến ái, bám víu vào nó và nhìn thấy đúng thực tướng của nó, thấy nó đúng như thực sự nó là vậy. Như vậy, có chân lý trong thế gian, cây cối, núi non và các loại dây leo, tất cả đều sống theo chân lý của nó, sanh và diệt theo bản chất thiên nhiên của nó. Chỉ riêng có chúng ta là không phải chân lý. Chúng ta thấy nó và bận rộn lo lắng vì nó, nhưng thiên nhiên vẫn bình thản, nó chỉ là vậy. Chúng ta cười, chúng ta khóc, chúng ta giết chóc, nhưng thiên nhiên vẫn nằm trong chân lý, nó là chân lý. Dầu ta có vui hay buồn thế nào, thân này chỉ đi theo con đường thiên nhiên của nó. Nó được sanh ra, trưởng thành và già nua, luôn luôn biến đổi và mỗi lúc mỗi già thêm. Nó theo thiên nhiên như thế ấy. Kẻ nào chấp rằng thân này là chính mình và mang nó theo đi cùng khắp với mình, kẻ ấy sẽ đau khổ. Do đó, ngài Anna Kondana, tức A Nhã Kiều Trần Như, nhận thức rằng bất luận gì được sanh ra chỉ là tất cả mọi sự vật, dầu vật thể hữu hình hay vô hình. Cái nhìn của ngài đối với thế gian đã thay đổi. Ngài đã thấy chân lý. Từ chỗ ngồi đứng dậy, ngài mang chân lý ấy theo với mình. Tiến trình sanh và tử vẫn liên tục tiếp diễn, nhưng ngài chỉ nhìn nó. Hạnh phúc và đau khổ phát sanh và hoại diệt, nhưng ngài chỉ ghi nhận. Tâm ngài không biến đổi, ngài không bao giờ còn rơi vào khổ cảnh. Ngài không quá vui mừng hay phiền muộn vì những việc ấy. Tâm ngài vững chắc, củng cố trong công trình quán chiếu. Đó, ngài Konanna đã thọ nhận pháp nhãn. Ngài thấy thiên nhiên đúng theo chân lý, cái thiên nhiên mà ta gọi là Sakkhara, pháp hữu vi. Trí tuệ là cái gì nhận thức chân lý của các pháp hữu vi? Đó là cái tâm hiểu biết và nhận thấy giáo pháp. Cho đến ngày nào thấy được giáo pháp, chúng ta còn phải nhẫn nại và kiên trì tự chế. Chúng ta phải chịu đựng, chúng ta phải từ khước, chúng ta phải trao dồi hạnh chuyên cần và đức tánh bền dẻo chịu đựng. Tại sao phải trao dồi hạnh chuyên cần? Bởi vì chúng ta lười biếng. Tại sao phải trao dồi đức tánh nhẫn nhục chịu đựng? Bởi vì chúng ta không nhẫn nhục chịu đựng. Đường lối là vậy, nhưng khi chúng ta đã kiên cố vững vàng trong pháp hành, đã chấm dứt lười biếng, chừng đó sẽ không cần sử dụng đến hạnh chuyên cần. Nếu chúng ta đã hiểu biết chân lý của tất cả những trạng thái tâm, nếu chúng ta không thỏa thích hay buồn phiền vì nó, ác ta không cần đến hạnh nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì tâm đã là giáo pháp. Người hiểu biết đã trông thấy giáo pháp đã là giáo pháp. Khi tâm là giáo pháp, nó dừng lại, nó đã thành đạt an lạc, không cần phải đặc biệt làm gì khác, bởi vì tâm đã là giáo pháp. Bên ngoài là giáo pháp, bên trong là giáo pháp. Người hiểu biết là giáo pháp, trạng thái đối tượng là giáo pháp, và cái hiểu biết trạng thái ý là giáo pháp. Nó là một, nó tự do giải thoát. Thiên nhiên này không phải được sanh ra, nó không già không bệnh. Thiên nhiên này không hoại diệt. Thiên nhiên này không thỏa thích, cũng không buồn phiền, không lớn không nhỏ, không nặng không nhẹ, không dài không ngắn, không trắng không đen, không có cái gì mà quý vị có thể so sánh với nó. Vì lẽ ấy, ta nói rằng niết bàn không màu sắc, tất cả màu sắc chỉ là quy ước chế định. Trạng thái an lạc này vượt ra ngoài thế gian, không có quy ước nào của thế gian có thể theo kịp nó. Như vậy, giáo pháp là cái gì đã vượt khỏi thế gian, là cái gì mà mọi người phải tự mình trông thấy. Nó vượt qua khỏi mọi ngôn ngữ, chúng ta không thể nói ra bằng lời hay viết ra thành chữ. Quý vị chỉ có thể đề cập đến đường lối và phương tiện để thành tựu. Người đã tự mình thấy nó là đã viên thành hoàn mãn tất cả công phu của mình.